Vâng, Từ Gỗ Nguyễn Hồng xin kính chào quý anh chị và các bạn ạ. Bên em lại quay trở lại đây. Và hôm video hôm nay em sẽ gửi đến cho anh chị nhá. Hai tác phẩm. Hai sóng hòa kỳ lân đây anh chị ơi, hai chú kỳ lân. Quá đẹp tuyệt vời anh chị ạ. Trước mặt anh chị đã thấy rồi. Đấy, chút nữa em sẽ quay lại thật gần nhá để anh chị có thể thưởng lãm kỹ hơn. Đấy, xem tác phẩm này bên em được hoàn thiện ra làm sao. Vâng, nghệ nhân bên em thổi hồn vào như thế nào tác phẩm ạ. Và em xin giới thiệu qua một chút. À, nếu anh chị nào chưa biết đến Tượng Gỗ Nguyễn Hồng bên em nhé, số điện thoại 0966336318 0987336318 nhé. Vâng, và Tượng Gỗ Nguyễn Hồng bên em ạ, có địa chỉ là Nghề Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương, ngay mặt đường quốc lộ 38 thôi. Anh chị đến có thể alo đến bên em nhé. Vâng, và không để anh chị chờ lâu nữa ạ, em sẽ giới thiệu đến cho anh chị đây, siêu phẩm đây ạ. Hai chú hỏa kỳ lân. Đấy, đầu rồng, mình ngựa, vảy cá. Đấy, chân dê, đuôi bò. Đẹp tuyệt vời anh chị ạ. Được làm trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen, là một loại gỗ quý hiếm ạ. Vâng, trên thị trường hiện nay thì gỗ chắc đỏ đen cũng dần dần khan hiếm rồi. Và anh chị hãy nhanh nhanh tay sở hữu tác phẩm này. Còn đâu nếu mà không, em xin mời anh chị thưởng lãm nhá. Mời anh chị thưởng lãm ạ. Vâng, và nhận xét, bình xét xem tác phẩm này đẹp ở chỗ nào. Vâng, và cũng chưa được ở phần nào, có thể bình luận bên dưới cho bên em được biết nhé. Rất cảm ơn các ý kiến của anh chị đóng góp về. Vâng, và sau đây ạ, anh chị có thể thưởng lãm hai tác phẩm này. Hai chú hỏa kỳ lân này đối đầu vào nhau như anh chị có thể thấy ạ. Vâng, và anh chị sở hữu hai tác phẩm này về ạ, có thể để hai bên rất đẹp luôn. Và anh chị mua một cũng được, mua một chú cũng được nhé. Đấy, chút em sẽ báo giá từng chú một để anh chị cân đối này và đọc kích thước luôn. Đặc biệt hơn nữa là bên em đã tặng kèm kỷ cho anh chị này. Đấy, tặng kèm kỷ rồi. Đây nhá. Đấy, một chiếc kỷ rất đẹp luôn, rất to và chắc chắn anh chị trưng chơi tuyệt vời luôn đấy ạ. Đấy. Chú hỏa kỳ lân này có chiều cao. Vâng, đợi đợi em chút, em sẽ để cái máy quay vào đây và lấy cái tem em vừa dán vào đây đo kích thước đây nhá anh chị ơi. Chiều cao là 57 ạ, ngang là 55 và sâu là 16, tặng kèm kỷ anh chị ạ. Cao 57 này, ngang 55, sâu 16 nhá. Tác phẩm này có giá chỉ là 5.200.000 đồng, đã bao ship dành cho anh chị. Đấy, 5.200.000 đồng một khối gỗ chắc đỏ đen đục đứng như thế này. Vâng, một tác phẩm phong thủy hỏa kỳ lân như này nhá anh chị ạ. Quá tuyệt vời, anh chị có thể thấy phần màu gỗ chắc đỏ với đen xen lẫn với nhau đây, rất tươi này, quá tuyệt vời luôn. Đấy, những cái đốm lửa này. Đấy, tác phẩm đục hỏa kỳ lân trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen rất phù hợp nhá, rất đẹp anh chị ạ. Được, nói nên được hết luôn cái ý nghĩa của tác phẩm luôn. Chú hỏa kỳ lân bên này nữa. Đấy, đều đẹp, màu sắc rất tươi và hoa văn tuyệt vời. Chú hỏa kỳ lân này ạ. Đấy, anh chị có thể thấy này, cái đường cái đuôi này được đục này hết sức kinh bồng nhá. Đây ạ, hết sức kinh bồng luôn. Em sẽ cho anh chị thấy luôn này. Em cho cái bút vào đây này. Cho được luôn này. Đấy. Cho được luôn. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Đục vảy na vảy kép luôn này. Với cái thần thái cái đầu rồng được làm từ cái râu này vuốt này, rất mềm mại nha anh chị nhá. Đục này, đục châm kim ở đây này. Rất đều, rất đẹp luôn. Và cái sừng làm quá tinh tế anh chị ạ. À, chân này, ngay đến từ cái móng guốc đến cái lông này cũng được làm hết sức tỉ mỉ anh chị ạ. Hết sức tỉ mỉ rồi. Và bên dưới này điểm tô những cái đốm lửa này thì cho tác phẩm thêm sinh động nhá. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp suýt xoa anh chị ạ. Vâng, cao là 57, ngang 55 và sâu 16, giá là 5.200.000 đồng. Em sẽ quay sang chú hỏa kỳ lân này giới thiệu đến cho anh chị ạ. Mời anh chị thưởng lãm đây. Tác phẩm này cũng đẹp tuyệt vời, đẹp không kém. Vâng. Xuyên xoa luôn ạ. Tác phẩm rất kênh bong này. Kênh bong tỉ mỉ và sắc nét. Đấy, vảy vẫn là vảy kép nhá. Đuôi bò này, đuôi rất đẹp luôn. Đuôi này bản to này. Thế tạo cho cái tác phẩm này có một cái chiều sâu và một cái sức hút ấy. Đấy, khi mà anh chị nhìn vào tổng thể của tác phẩm thấy rất cân đối nhá. Được tặng kèm cái kỷ này cũng khá cân đối và khá giống màu, tông màu của tác phẩm.
cho nên là anh chị thường chơi tác phẩm này thì tuyệt vời luôn. Từ cái móng guốc này màu rất đẹp luôn, màu gỗ chắc đỏ đen, và gỗ chắc đỏ đen này thì vẫn đang hiếm, đang rất hiếm và đang dần cạn kiệt rồi. Bên em làm nghề nên cho nên là mua được gỗ chắc đỏ đen bây giờ giá rất cao anh chị ạ, giá rất cao nhá, và hầu như hết hàng để mua cơ, để làm đấy anh chị cân đối này. Hai chú hỏa kỳ lân đấy, song hỏa kỳ lân ạ. Tác phẩm này có chiều cao là 56 nhá, chiều cao 56, chiều ngang 55 và sâu là 16 ạ. Giá cũng là 5.200.000 đồng. Hai tác phẩm này có giá là 10.400.000 đồng cho hai tác phẩm nhá, đã bao ship rồi. Vâng, và mỗi tác phẩm có giá là 5.200.000 đồng. Anh chị mua rời bên em cũng bao ship luôn nhá. Cho nên là hãy nhanh nhanh tay nhấc máy gọi đến bên em ạ, 0987336318, 0966336318 ạ, để được sở hữu tác phẩm này. Và bên em xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi hết video này. Anh chị nào chưa đăng ký ạ, xin hãy đăng ký kênh nhá, để nhận được những video mới nhất bên em giới thiệu đến cho anh chị, tác phẩm mới nhất mới hoàn thiện xong, và mời anh chị thưởng lãm cũng như nếu hữu duyên có thể sở hữu tác phẩm, alo đến bên em nhá. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ.